xin chào các bạn. Sau đây mình đã trở lại. Bây giờ là buổi tối. Bây giờ là gần 6 giờ. 6 giờ kém 5 phút rồi. Và bây giờ buổi tối thì cái cảnh nó đẹp hơn rất là nhiều này so với ban ngày. Các bạn có thể nhìn thấy những ánh sáng màu này. Những ánh sáng này. Ánh sáng trắng rồi ánh sáng màu bên trong. Rất là đẹp, rất là đẹp. Có đủ các loại màu. Đó, các bạn có thể thấy đó, màu đỏ rồi màu xanh. Rồi tí nữa mình sẽ đi vào bên trong xem. Đó, các bạn có thể từ từ mà thưởng thức mà ngắm cái cảnh đẹp như thế này. Trong năm chỉ có một năm thì chỉ có một lần thôi. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình được thưởng thức được ngắm cảnh đẹp như thế này. Nó cảnh tượng buổi tối. Buổi tối rất là đẹp hơn phải không? Đây có những người mà đi tàu họ cũng chụp hình đây này. Đó, họ chụp rất là nhiều. Ở phía trên là ga tàu. Cho nên những người ở trên tàu họ cũng được nghe cái khoảnh khắc này. Hello. Tàu đã chạy rồi. Thôi bây giờ mình sẽ còn trong tiếp. Thì bây giờ có rất là nhiều người cho nên mình phải đứng đợi một lúc. Wow, đẹp phải không nào? Sẽ đi gần cho các bạn thấy. Wow, xanh đẹp luôn. Wow, cảnh đẹp này. Wow, đây
đây là cảnh tượng rất là đẹp.本日は足がここの標準ライトアップイベントにお越しいただき誠にありがとうございます。本日標準イベントを担当させていただきます。私たちは埼玉県立秩父農工科学高校放送部です。これ折りの進み。私たち放送部では常日頃より映像制作という活動をしています。今日はできる限りのパフォーマンスを表現したいと思います。さて、これからこの氷柱というゴツゴツとした巨大スクリーンに我々放送部で制作したオリジナルの映像を出力します。そのテーマは宇宙です。だいぶ大きなテーマですが最善を尽くします。宇宙は遥か昔にそれらの生命は進化や成長の過程の中でさまざまな種類が生まれました。そして宇宙は人類を創造し、そして我々人間の意識が生まれました。宇宙は学ぶのが